Nè, bắt đầu từ hôm nay, hai đứa bay phải theo tao. Tụi bay có chuyện gì tao sẽ gánh hết. Làm anh em như vậy mới gọi là có phước cộng hưởng, có quả cộng mang. Biết chưa? Cảm ơn đại ca. Đừng khách sáo, uống một ly đi. Ly này nhỏ lắm, uống không chết đâu hả? Dạ. Quê, cũng cỡ 9.5% rồi. Vậy tức là sắp phát tiền nữa rồi. Đương nhiên. Nè, mày một tấm. Cảm ơn đại ca. Mày một tấm. Đại ca không binh vực cho thằng nào đâu. Mày cũng có một tấm nè. Cảm ơn. Còn mày nè. Cảm ơn đại ca. Nè, chỉ cần mày đem hàng cho trường bản, nếu kiếm được tiền thì muốn gì có nấy, tới chừng đó thì thiếu gì gái hả? Uống đi. Sắp xỉu rồi. Lại phát nữa. Đúng vậy. Tụi bay đừng có hâm mộ đám thằng thiện. Một thằng một con. Mày cũng đẹp như tao, còn mày cũng bảnh như tao. Tới chừng đó hả, tụi bay sẽ nhiều hơn tụi nó 2-3 con đó. Nè. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca. Mày cũng có nữa. Nè. Cảm ơn đại ca. Lại phát tài nữa. Nè, tao hẹn với cô Mỹ và lão đại mấy giờ vậy? Chắc tới giờ rồi đại ca. Nè, lấy hàng về trường bản đi. Phải khôn lên một chút nha. Đi đi. Cảm ơn đại ca. Đâu có lý nào. Lúc nãy tại sao ta phát tiền cho tụi em nhiều vậy? Đúng. Rõ ràng là phát cho tụi bay 5.000. Đại ca, chỉ phát có 4.000 thôi. Mày tưởng tao sai thiệt hả? Rõ ràng phát cho tụi bay 5.000 thiệt mà. Đưa đi. Cô thiệt không vậy, móc ra hả? Ây dạ. Nè, 4.000 này đây ca. Là 5.000, đưa đi. 5.000 hả? Tuy, cho mượn đỡ 1.000 đi. Bị đại ca chơi nữa rồi. Nè đại ca, 5.000 đó. Mày có thấy không, một người nhảy mà cả ba cái đầu lúc lắc ra thì hay quá đi à. Ê, đồ giả hả chị? Chừng rớt à. Bé lắc bây giờ đó nha. Ông chừng rớt bởi cô bé à, có chịu tôi cua không vậy? Nếu chịu cua thì tối nay sẽ có 100, còn như không chịu tối nay hứng gió bắt đi. Muốn cua chúng tôi? Tại sao không dám chứ? Muốn cua chúng tôi hả? Hỏi kép chúng tôi đi. Kép hai vậy, bộ lớn lắm sao? Anh không lớn gì mấy nhưng cũng vừa đủ dồn kìa, ở sau lưng kìa. Ai vậy? Có biết thằng băng này sao hả? Mày có biết sân này của ai hay không hả? Biết có ai không? Sân này á, là của Hoàng Đê, là đại ca của tao. Chúng tôi đã đến làm chủ của các anh em rồi. Xin lỗi nha. Không có sao đâu. Cần gì mà xin lỗi chứ hả? Mày tới đi chơi, cần nhất là phải vui vẻ thôi. Nè, tất cả hãy ra nhảy đầm đi. Tụi bay nhảy kiểu gì mà vui quá vậy? Đại ca, tụi nó đang nhảy kiểu à, nhảy kiểu búa chó đó mà. À.
Ông già bà già của mày sinh mày ra cực khổ lắm, đừng có tự đến mình. Cảm ơn hoàng đế. Phan cảm ơn đã. Bà để tụi bay tối nay mỗi thằng mua 3.000 viên của tao rồi mới được về. Anh hoàng đế à, tụi em. Mày muốn hỏi lấy hàng ở đâu hả? Quy. Dạ. Hãy đưa hàng cho tụi nó đi. Dạ anh hoàng đế nè. Đại ca, đi đâu vậy hả? Có hẹn với lão đại, ông già vợ và con Mỹ để nói chuyện đó. Không là cái thớ gì hết. Hồng Hưng Đại Phi. Hồng Hưng Đại Phi. Hồng Hưng Đại Phi. Mày đi coi đi. Vậy mình cũng đi coi đi. Mẹ nó. Hay quá, hay quá, hay quá. Quà mày cũng khốn nạn thiệt ha. Vợ của tao có tiếng là tốt tính đó mà. Mày cũng làm cho bà nổi lửa lên luôn. Tao thì giúp không nổi cho mày đâu. Đại ca Phi à, lần sau em không dám nữa. Cho em cơ hội đi đại ca. Ê đừng nói với tao, nói với bà đi. Tao giả màng lắm. Đồ cái tên khốn nạn. Còn nói nữa hả? Tát theo năm tát. Mày làm má phụ cái gì đây? Con nhỏ tiếp khách cho mày, làm đến nổi dưới bể hết luôn. Người ta chỉ muốn đi coi bác sĩ thôi đó mà. Như vậy mà mày cũng không cho. Cũng không sao. Mày còn tát nữa, tát này tới tát kia nữa. Nó cũng có mẹ xanh mà, đồ khốn nạn. Lần sau em không dám nữa đâu. Xin lỗi, xin lỗi nha. Tao nói cho mày biết, ngày mai dẫn nó đi bác sĩ. Nếu không mày biến mất cho con đường này cho tao. Ừ, chị kìa, em biết rồi, em biết. Đi, tôi dẫn cô đi khám bác sĩ. Chị kìa, chị thì có tính cách quá đi. Lần trước cái thằng bảnh mù á, nó rờ em một cái thôi, đã bị em đánh cho sưng đầu luôn. Anh từ nhỏ tới lớn á, chị có thấy quà nổi lửa. Em thiệt tình à, làm cho người của anh á, cứng hết trơn rồi nè. Cứng cái đầu của anh. Anh nói coi có phải nó hại hay không? Rõ ràng con nhỏ kiếm tiền cho nó mà. Nó tát người ta hết tát này tới tát kia. Em ghét nhất là đàn ông đối với đàn bà như vậy. Quà muốn cảnh cáo anh hả? Đại Phi này cưng nhất là em mà. Nhất định không đối với em vậy đâu. Anh sợ lúc anh ngủ mê em cạo hết lòng của anh. Vậy anh tự lo lấy thằng đi nha. Cẩn thận đó. Đại ca, tới rồi kìa. Đại Phi à, bọn nó đông người lắm đó, làm sao đây hả? Bộ anh cắt hết gan rồi hả? Đã làm lại nghề đàng hoàng mấy lâu, gan gì cũng hết trơn. Ê Đại Phi, tỉnh táo hả? Quê Đại Mai, ngồi đi, qua đây. Là Đại Phi hả? Mời đại ca ngồi. Đi đi, chú Đại Phi. Được rồi. Tính ra cũng lâu rồi chúng ta không gặp hả? Lần trước lúc mà tôi tới phòng massage của anh, lúc đó mình mới gặp nhau thôi. Thế, đây là chị Phi à? Anh Đại Máy. Chào chị Phi. Là bạn già mười mấy năm, tên là già rụng răng. Nói ra thì tức cười chết. Bình thường cái đám nhỏ làm chuyện gì thì cái đám người lớn mình đều đứng ra. Bây giờ đám nhỏ nó cặp bồ, đám lớn mình cũng đứng ra nữa. Ê, bây giờ mày cặp con gái người ta đó, không chào hỏi người ta đi. Chào bác. Mày không chơi kiểu này chứ hả? Mày nổi tiếng là du cô gái mà. Ê, thôi đi, con Mỹ lộ đã chút đỉnh thì được rồi. Sau này đừng có gặp nhau nữa, về nhà đi hả? Chú Phi à, xin đừng. Tụi cháu thật lòng yêu nhau, đừng bắt buộc tụi cháu mà. Anh hứa với cháu sau này sẽ thay đổi. Anh Kiên thiệt đối với cháu rất là tốt, thiệt mà. Cháu thì thích nói như vậy hả? Cháu có biết nó họ gì không đây? Nó họ trời đó. Tính sơ sơ chơi mấy trăm con rồi. Cháu có chơi qua mấy trăm thằng chưa? Cả cháu không biết mình xếp hàng thứ mấy nữa. Đã coi kỹ con người của nó chưa? Hả? Mày có đi kiểm tra bệnh da liễu chưa? Ê, không thèm nói với cháu nữa, nói với ông già cháu đi. Cái con bà nó, cái thằng Đại Phi này nói chuyện cũng hách dịch quá à. Đúng là cái đồ cạch trướng. Thưa bác, cháu biết trước kia cháu không đúng, nhưng mà lần này cháu thật lòng. Cháu rất thích cô Mỹ, cháu nhất định sẽ đối với cô thật lòng. Hy vọng là bác cho thời gian và cơ hội. Cháu chứng thực cho bác coi. Ôi da, ôi da, mày có tiền không đây? Trước mặt đám đông á làm ba cái chuyện như vậy hả? Mày đóng kịch hay thiệt đó, đi làm minh tinh đi nhóc con. Hay là quay phim xét đi, quay phim xét á nhất định nổi tiếng lắm. Đại Phi, anh làm vậy là không đúng đâu.
Anh cũng nghe cùng ý nói mà. Hoàng đế đối với cậu rất tốt đó. Sao anh nói họ đóng kịch được, có phải không? Ê, đừng có nói thêm nữa. Thiệt đúng là vừa mổ gà vừa thổi kèn, còn nói con mẹ gì chứ. Đại phi, anh nói vậy là không nể mặt tôi đó. Dạ đụng răng anh nói đi, muốn dẫn con gái về thì đi mau. Quay muốn làm gì đây? Muốn làm gì? Quay sao? Muốn gì? Bước tới làm gì, muốn lên đồng hả? Daddy à, Daddy cho anh một thời gian đi, cho anh cơ hội đi nha. Anh đã hứa cho con là sẽ sửa đổi, làm lại người đàng hoàng. Con thiệt là thương anh lắm. Bỏ đi Đại Phi, con gái nuôi lớn là con của người ta. Nếu như biết sớm sinh con trai tốt hơn, không cần phải lo lắng mà. Nè nhóc con, mày liệu không nghe mày? Bà của nó bây giờ bỏ qua cho mày đó. Nè mày, nếu như có cái gì nói cho chú biết đi. Chú thiến cái bàn thờ của nó, gà bột cho cháu uống, chịu không? Cảm ơn chú Phi. Đại Phi, vài bữa nữa rồi uống trà nha, tôi đãi. Làm vô cồn đương nhiên là uống rượu rồi, uống trà hả? Học uống rượu rồi mới đi kiếm tôi. Bà xã mình về. Đi về. Con mẹ nó. Làm như hoài lắm vậy. Ngày mai có việc làm, đi làm không? Ê, có việc làm hả? Làm, chơi vui sao không chịu làm chứ. Vậy thì làm mau đi, hả? Làm thì làm đi, hả? Qua đường, cẩn thận nha, đồ nghề kiếm ăn đó. À, mở cửa nè, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, đồ nghề kiếm ăn đó. Nè, mở ngừng cậu, cầm đây đi. Tụi bay có được không đây, trông được để tao nha. Ê, anh nói giỡn chơi hả? Anh còn nhớ lần trước anh bán 3 tiếng đồng hồ cũng chưa có mở hàng không, còn nói. Nói đúng đó, tụi bay làm được nhưng mà tao không được đâu, bán đi. Ê, bây giờ đi uống cà phê, uống xong rồi đi kiếm tụi nó, hả? Đi, đi mau. Anh đừng có hồng, không cần phải làm đại thiên văn sao, bị cảnh sát bắt thì làm sao đây, muốn chết hả? Nè đừng có hồng, anh đi mua nước cho chúng tôi uống đi. Còn hai người canh chừng, nếu có cảnh sát thì la lên nha, vậy là được rồi, có biết chưa? Lên lại chút đi. Đừng có lo dòm gái nữa nha. Chút đi, dòm gái đó, biết không? Nó không dám dòm gái đâu. Nó sợ người ta mồi cặp mắt của nó ra vậy nè. Anh đừng có ồn mà. Mà lại đi thì phải bán đó. Bắt đầu bán đi. Ý mày đón coi bữa nay mình có bán được không? Quê, đại hạ giá 150 một tấm đây. Đại hạ giá, mua vô. Mua vô, mua vô. Ê, mày đón coi một tiếng đồng hồ mình có bán hết mấy tấm cạn này không? Tao thì bán hết rồi, còn nó tao không biết đâu. Tao không có chuẩn bị nên bán không hết thôi. Lần này tao chuẩn bị rồi, nhất định sẽ bán hết mà. Với tao chuẩn bị nữa, tao được không đây? Rồi. Ê, đừng có nói nữa, làm việc đi. Nè, làm việc, làm việc. Đi, đi, đi. Mà làm việc đi. Nó dữ mà. Lên đi. Ê, cái đã chưa vậy? Bây giờ. Mày có phải không đây? Chừng bị rớt xuống thì bị thấy hết trơn. Bây giờ. Cái gì chứ, coi như không bán thôi, làm việc đi, đừng có nói nhiều mà, thiệt tình. Đừng có nhiều chuyện nữa mà, lên làm việc đi, làm việc đi, làm việc đi. Sao phải đề bắt cho hết đó nha. Đi đi, đừng có nhiều chuyện. Làm việc. Chú hai, chú hai à, chú làm ơn mua giùm tấm cạn đi, cho bán không hết thì khổ lắm, làm ơn mua giùm cháu đi mà. Tại sao bán không hết thì khổ? Bây giờ chú không biết đâu, nhà cháu còn em út nhiều, ba cháu lại chết sớm, còn má cháu thì đang mang bầu, không thể làm việc được, chỉ có mình cháu ra kiếm tiền. Nếu cháu không bán hết thì gia đình khổ lắm, làm ơn đi mà. Cậu nghe thiệt? Đúng, nếu hôm nay cháu bán không hết, tối nay sẽ không có cơm ăn, mua giùm cháu đi. Thôi được, thấy tội nghiệp vậy, chú mua 5 tấm. À, cảm ơn chú thì là tốt quá, đất Hồng Kông này không ai tốt như chú đâu. Đương nhiên rồi, bây giờ ở Hồng Kông những người giống như tôi không có nhiều đâu. Bao nhiêu? 750 đồng. Nè, chú đưa 1.000 đồng, không cần thối lại, cất cho kỹ nha. À, cảm ơn chú. Từ từ đi nha. Hèn chi bác Động nói là ở Hồng Kông còn có nhiều người đi lượm lon nước ngọt. Hey, thì ra Hồng Kông cũng có nhiều người thê thảm như vậy ha. Ông khùng. Nè, anh à, nhìn một cái là biết anh nhiều đào rồi.
mua cho em vài tấm cạc đi. Mua để nói chuyện với Đào cũng tốt mà. Người đẹp thông minh thiệt ha. Biết là tôi có nhiều đào. Tôi nổi tiếng là có nhiều người mê mà. Vậy hả? Có phải bình thường có nhiều người nói tướng của anh thì khó hư lắm hay không? Bình thường cũng có nhiều người nói như vậy đó. Vậy hả? Tại vì người ta ganh tị anh đẹp trai nên mới nói như vậy thôi. Nói đúng ha, chắc người ta ganh tị tôi đẹp trai đó. Nói thiệt nha, nếu không phải anh có nhiều đào, tôi thiệt muốn cua anh đó. Thiệt không đây? Thiệt. Nếu thiệt tôi không ngại đâu. Thiệt không đây? Anh mua giùm tôi 10 tấm. Nếu tôi bán hết sớm, có thể đi ăn cơm với anh sớm hơn. Được, mua 10 tấm. Hay quá, thì cảm ơn anh nha. Nè, nè nè, anh nhớ 3 tiếng đồng hồ sau, tới đây kiếm tôi nha. Tôi sẽ đi ăn cơm chung với anh, chịu không? Được, nhớ đó, nhớ kỹ đó bye nha. Nhìn là muốn ngói. Mò vô, hôm nay công tác tiền vốn chủ yếu là tuyên truyền, không có là thị thời đó nha. Mò qua đây đi. Mò vô đây vừa bán vừa cho nè. Nè, mò vô đây hàng tốt nè. Trời ơi, bắt đầu đó. Nghe tôi chút nữa đi con. Tôi mua 10 tấm đây nè. Cứ nói nhiều nữa, mình đi ăn cơm đi. Ăn cái đậu của anh, tối ngày chứ loạn thôi. Vô dụng nhất là anh đó. Quầy nói thì nói nha, tôi có chút đói bụng rồi đó. Ăn đồ xong á, mình đi kiếm tiết mục đi ha. Sau đây có đi không? Đưa tao. Em đừng có đưa cho nó, đưa cho anh đi. Có tiết mục gì hay không? Đúng, đi đâu hả? Không thích hợp cho ba người đâu. Chỉ thích hợp anh đi kêu gái hả? Chết anh nè. Cái gì kêu gái chứ, tụi mình ăn cơm xong rồi á. Phải tới chỗ của đại phi á, làm cho nhộn nhịp lên. Quậy cho náo nhiệt một chút. Đưa đây, mở lên. Đưa hết đây. Quay, còn chưa làm gì đó. Trả lại đi. Đứng lại. Bên bò hồ thuốc lá quá. Đứa nào đập cứt vậy bay? Quang Minh cáo ông chủ. Ê, tụi bay nghe không? Kêu tụi mình là ông chủ đó. Mình là ông chủ gì mới được chứ. Mặc kệ nó, vô đi tắm đi. Ê, xin lỗi nha, xin hỏi ba vị có đủ 18 tuổi chưa? Tao chưa đủ 18 tuổi hả? Cái số còn dư á, cô nuôi tôi á, cũng chưa chắc là nuôi đủ đâu à. Nói đi, muốn ngủ với tôi vậy hả? Mình đây. Có thể đưa thẻ căn cước coi hay không? Coi cái đích của cô à, bộ chưa nghe qua quyền cá nhân sao? Con quỷ cái, coi thẻ căn cước đồ điên. Vậy chúng tôi không biết các vị có đủ 18 tuổi chưa? Có biết biệt danh của tôi kia là gì không? Tôi kia là thằng Cà Dược đó. Tôi là thằng Dê Sòm. Còn tôi á thì kêu là già dịch đi nè. Đủ rồi chưa? Đây. Dỡm vậy chứ, con mẹ mập. Bye bye. Đồ phiền phức. Wow, đồ xấu mạng à. Thấy là bóng ra lông thì mình dụng tùm lum đó là hết đây nè. Tao ác cổ của mày nè. Mấy thằng nhóc của hoàng đế tới đây hình như là muốn quậy sân mình đó. Có cần thông báo cho anh Phi không? Khỏi, tụi nó không giỡn trò gì được đâu. Giờ coi chừng tụi nó đi. Dạ được. Anh Phi, chị Kỳ. Đang đi ăn khuya đi. Ừ. Quay, đã cách công vậy? Cũng đông lắm. Thằng Bảo đâu? Anh đang ở trong phòng giải lao. Ờ. Anh Phi, chị Kỳ. Có gì đặc biệt?
Đặc biệt thì không có, nhưng mấy thằng nhóc của hoàng đế mới lên, em nghĩ tụi nó không có dở trò gì đâu. Ê, thì khổ quá đi, còn đến bây giờ không có trò gì mới mẻ hết. Anh Phi à, mấy thằng nhóc đòi gặp người phụ trách đó. Ê, để tôi. Thiệt tình. Sao lâu quá vậy? Này ba anh bạn, có chuyện gì đây? Dạ dịch, ông là người phụ trách chỗ này đó hả? Ông làm ăn kiểu gì đây chứ? Hả? Gái của ông đứa nào đấy như con tượng vậy á, muốn đạp chết tôi hay sao đây? Không phải chứ hả? Ba người đã đổi 20 mấy cô rồi, không có ai giữ ý hết. Thì là không giữ ý sao? Đại ca, ở đây tính tiền không có rẻ đâu nha. Một tiếng là 120 đồng đó, có biết hay không? Chắc các người ít đi đâm bốp. Các chỗ khác thì 200 mấy một giờ. Chắc là hiểu lầm có phải không? Chắc là không có lộn đâu. Tôi có tiếng là ròm rồi, còn kêu thêm một người ròm tới đấm bóp cho tôi, làm sao trả tiền được? Vậy à? Vậy bây giờ có cần bồi thường cho các người không? Bồi thường á là chuyện đương nhiên rồi, ít nhiều phải có một chút chứ. Đền, nhất định đền mà, tao phải đền. Khách khứa là đền hết. Thế nào, tụi bay có gì không giữ ý đi hả? Thì không biết nói chuyện gì hết. Cái bác hai này nói chuyện á còn nghe được một chút đó. Vậy sao, có gì không giữ ý đây? Gái của ông á, tay chân khèo khào. Chị Phương. Có. Chị qua đây. Chị Phương à, mấy đứa em này á chê gái của tôi khèo khào. Như vậy thì chị á đấm bóp cho tụi nó đi. Đó. Ôi ông ơi, ôi 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 ôi. Tụi bay lúc nãy chè gái của tao khèo khào đó mà. Để tao thoa thuốc rượu giùm mày nha. Ây da, không cần, không cần đâu, không cần đâu. Tôi đi, con nít không hả? Được rồi, để chúng tôi trả tiền, vậy được chưa hả? Ê, thôi khỏi, tiền tao có thiếu gì chứ. Tụi bay trai tráng mạnh dạn, nhảy ra ngoài cửa sổ đi. Ây da, buông tao ra. Mở đi, 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 có hai cọng mà. Vì cái thằng khốn nạn này, lần sau gặp được nó tao cho chó cắn nó. Còn mẹ nó, tao nhớ thù mà. Tủ cha nó. Nè, tao cho tụi bay biết nha, đừng có làm bậy cái chuyện này ra đó. Thằng nào mà khui chuyện này ra, tao chém chết mẹ nó luôn à, biết chưa? Lẹ lên đi. Cái thằng bèo á, đãi đầy tháng cho con của nó. Tặng cái gì đây hả? Mua quần áo hay là vàng thì được rồi. Được, em quyết định thêm lo cho xong đi. Trai hay là gái vậy? Em không nghe nói chuyện hay sao chứ? Nó đãi tiệc cho thằng con đó mà. Đương nhiên là có cái cán rồi. Thì không ngờ nó tung hoành giang hồ mấy chục năm, cũng không tránh khỏi kiếp số sanh con trai. Thiệt tình à. Gì? Ganh tị hả? Gia đình người ta hạnh phúc biết mấy. Cho nên nói đàn bà không có biết gì hết. Mình là dân du côn mà, cưới vợ là đại kỵ rồi, đừng nói chi sanh con cái. Cái lúc bị chém hả, là chém luôn cả nhà đó. Đúng rồi, bị chém thì chết hết cả nhà. Nếu nhà cũng nghĩ như anh thì phải đoạn lục thân. Đúng vậy. Còn nó phải. Vậy thì không phải. Không thèm nói với anh. Alo, ai đó, chuyện gì? Được, tôi lập tức về ngay. Tới bệnh viện quần đảo trước đi. Chuyện gì? Ai xảy ra chuyện gì? Là con Linh, đào trước của anh đó. Tức là người trước anh nói với em, anh rất cưng cổ và tính tình cổ rất là vui vẻ đó hả? Chuyện gì vậy? Lâu nay cũng không có kiếm anh, bây giờ kiếm anh á là có bệnh cancer. Đừng lo, cổ không sao đâu. Đồ điên, không sao hả? Bệnh cancer mà không sao. Mua gì cho cổ đây hả? Bệnh nặng như vậy thì phải mua ổ yến đó mà. Được, em nói sao thì vậy đi. Đi mua ổ yến trước đi mày. Định đối với đàn ông tốt một chút để ăn ủi anh mà cũng không được. Không phải. Thì hết cách luôn. Đừng có như vậy mà.
Nè chị hai, chị hai. Hả? Lưu Gia Linh đó có ở đây không hả? Ai đây? Lưu Gia Linh. Lưu Gia Linh đó có biết không đây? Phòng số 2. Thì không đi, thái độ vậy hả? Thiệt tình à. Dạ. Đại Phi. Lâu quá không gặp rồi. Phải, tuy là mười mấy năm không gặp, nhưng tôi biết anh sẽ tới. Tôi rất có lòng tin. À, bác sĩ nói sao? Bác sĩ cũng được lắm, không có gạt tôi. Ông nói thì cùng lắm chỉ còn được có một tháng mà thôi. Nhưng mà không có sao, con người thì sớm muộn cũng phải đi. Vậy à? Vì này là... đây là cô Kỳ. Chào chị. Đại Phi thường nhắc chị với tôi. Anh nói chị là người rất tốt và rất hiểu biết lý lẽ. Cô đừng có nghe anh nói bậy. Anh nói tiếng là người lời ngon tiếng ngọt. Ba phần thì nó giống như thiệt. Ai mà nhẹ dạ thì bị anh mê chết. Nhưng mà có nhiều chuyện anh nói thì cũng rất đúng. Đi theo một người lưu manh và theo một người cảnh sát không có gì là khác biệt. Không ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Không sao mà, sống chung với ảnh tôi đã có chuẩn bị. Cô Kỳ, cô cũng hay thiệt. Năm xưa tôi quá ích kỷ, không có nghĩ như vậy. Bỏ đi cho xong chuyện. Sau khi cô bỏ đi, tôi đã cho người kiếm cô khắp nơi. Tôi biết anh sẽ kiếm tôi, nhưng tôi cố tình bỏ đi, nhất định không để cho anh kiếm gặp. Đại Phi, hôm nay thì kêu anh đến đây là có chuyện này muốn nói cho anh biết. À, cô không phải nói cho tôi biết, là cô theo lại tôi chứ. Anh đừng có hòng, đàng hoàng lại đi. Tôi đã sanh cho anh một đứa con. Hả? Như vậy thì tôi đã có lời rồi. Đừng có giỡn chơi mà. Chị Linh à, vậy con chị đâu, ở đâu vậy hả? Nó sắp tới. Nó nhờ giống hệt như anh. Tôi đem miếng cẩm thạch anh tặng cho tôi để cho nó phòng thân. Anh không có trách tôi chứ? Tôi lại săn sóc cho nó không có được. Còn nó thì rong rêu tối ngày. Anh nói là cẩm thạch đó có thể bảo vệ cho bình an mà. Cho nên tôi đã đưa miếng cẩm thạch đó cho nó để phòng thân. Đúng, tôi có nói như vậy. Bây giờ nó mấy tuổi rồi? Năm nay nó 17 tuổi. Cái gì cũng giống anh hết. Nhưng gương mặt thì không. Wow, lớn vậy sao? Quay. Ông nỡ bỏ qua rồi đó mà, sao còn tới phá má của tôi chứ? Nè má, đừng có sợ, đẻ của con ở đây. Dỡm gì chứ, đừng bước qua đây nha. Chuyện à, má cũng sắp phải đi rồi, có gì mà sợ chứ. Không phải con nói con muốn gặp ba ruột của con sao? Ông chính là ba ruột của con. Hả? Nó là... Nó là con ruột của anh, bây giờ mới được gặp. Trong khoảnh khắc chị có mà chấp nhận. Yên tâm đi chị Linh, chị có biết tấm ảnh, chỉ có cái miệng thôi, sau này họ sẽ thấy quen thôi mà. Có thiệt không đây? Đại Phi, ngày mai anh có rảnh hay không? Chuyện gì? Không, tôi muốn hai người ngày mai dẫn tôi ra ngoài để dạo chơi. Nếu hai người không đi với tôi sợ sau này sẽ không còn cơ hội. Được, nếu mà chúng tôi rảnh, chúng ta sẽ đi chơi với chị. Cảm ơn cô Kỳ. Đại Phi chị không có quên lòng người. Thôi mình về nha. Thiện à, mình đi về đi, đừng làm quấy má cháu nghỉ ngơi. Về nghe chị Linh. Bye bye. Ông dòm gì chứ? Nói cho ông biết nha, cái vụ này là giả thôi. Má của tôi bệnh không nhớ gì hết. Bà mới nói ông là ba của tôi. Mày coi cái tướng quỷ của mày kìa. Má của mày bệnh sắp chết rồi. Mày còn đi theo cái đám hoàng đế chơi bời hả? Vậy thì sao? Tôi nói cho ông biết nha, hoàng đế đối với tôi tốt dữ lắm. Ông đừng có tưởng mình là lão đại của Hồng Ngân thì ngon lắm. Cho dù ông là ông già của tôi thiệt, tôi cũng không nhận ông đâu à. Mày coi tướng quỷ của mày kìa, giống như cục cức vậy đó. Nhìn lại cái tướng của mày coi, có chỗ nào giống tao đây chứ? Mày nữa nha, sửa soạn vô tù ngồi đi. Sống trong cầu tiêu trong tù qua suốt đời. Mắng mớ gì ông chứ? Nè em coi đi, thì giống y chang như bãi cứt vậy. Em coi đi, nó có chỗ nào mà giống anh đây chứ? Thiệt không đây? Anh không tin.
hay là thử DNA đi. DNA là gì? Giống như thử nước tiểu vậy đó. Đi đi. Thử ra được thì sao? Thử cho biết có phải là con của anh hay không. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Làm nhiều được nhiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Làm nhiều được nhiều. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Làm nhiều được nhiều. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Làm nhiều được nhiều. Coi thằng Trung nhảy hay ghê không. Còn cái cửa Singapore của tao thì không có được đâu. Cái gì mà Singapore? Là của phế thải. Ê, coi nó kìa. Nè, tụi bay qua đây. Hả? Quang Tường Cát Tường. Cát Tường cái đầu mày. Đừng có giỡn nha. Qua coi thằng Thiện đi. Ê, anh chuyện gì buồn vậy? Ma mày chết hả? Đừng có phá tao mà, tao không được vui. Cái gì không vui chứ. Nè, theo nó đi, Nè, làm gì đây? Nè, mày làm gì đó? Muốn có kính hay sao? Ê, sao cái tướng da lồng già chết vậy? Có phải lo cho bệnh của má anh không? Không phải chết ông già, mà có thêm một ông già. Có phải là cái loại ruột thừa hay không? Nếu phải mặc kệ ông đi. Đúng rồi. Anh thường nói không biết ai là ba của anh mà. Bây giờ thì cũng tốt lắm rồi đó. Tụi bay có biết ổng là ai không đây? Ai vậy? Là Đại Phi. Hả? Đại Phi có Hồng Hưng. Ồ, vậy thì càng tốt. Ổng là người cầm đầu mà. Ít ra mày cũng không cần phải làm thằng nhóc. Đúng. Cái vụ này đừng nói ra ngoài nha. Nếu không trở mặt đó. Nếu tao là mày, đột nhiên chạy ra nói là ba của tao, tao chạy tới để mà nhận ổng liền. Tao lớn lên trong ngôi như viện, chưa hề biết ba má của tao là ai hết. Còn không biết mùi vị của ba má là như thế nào nữa. Thế gian này thì không có công bằng mà. Tụi bay thì không có ba, còn ba ruột tử của tao thì thiếu gì. Có còn tốt hơn là không. Cái miệng đi, muốn đánh hả? Có bà có má vậy thì sao? Họ xưa nay chưa hề quan tâm tới tao. Họ cứ bỏ mặc tao. Có hay không đâu có khác biệt gì. Mày làm gì đây chứ? Tao đau lòng lây với tụi mày. Bà má của tao cần tao lắm. Có đôi lúc tao cảm thấy tao thì quá đáng. Hôm nay má gọi tao ra là biểu tao á ra ngoài chơi với bọn họ. Vậy anh có đi hay không? Đương nhiên là đi rồi. Thì mày coi như không có Đại Phi. Đi chơi với mày đi. Tao không biết có nên đi không đây. Đừng có suy nghĩ thêm nữa. Chuyện ngày mai tính đi. Mình xuống disco chơi. Đi đi. Đi.
bị đuổi chân rồi hả bác hai? Thiện. Dạ. Con qua bệnh tản bộ với ba của con đi. Má có chuyện muốn nói với chị Kỳ. Mình đi. Cô Kỳ, hôm nay thì giúp giả cho cô. Bắt cô ra đây với tôi. Đừng có nói như vậy, tôi thấy rất là vui. Bình thường tới khi tới mấy nơi thoải mái như vậy lắm. Không ngờ cô lại rộng lượng như vậy, chịu chấp nhận tôi và thằng Thiện. Hình như là chị quen Đại Phi trước đó nhờ. Đâu có thể nói như vậy được. Cũng không phải đâu. Không phải người đàn bà nào cũng không có tính toán. Đại Phi có thể sống chung với cô, tôi thấy rất yên tâm. Có khác nữa không? Tôi mua nước cho chị uống. Được. Cảm ơn cô. Con mẹ mày, bộ mình của tao dính cứt hay sao? Ngồi sao quá vậy mày? Tao cho mày biết, mau đi kiếm việc làm đi. Làm cái gì cũng được, đừng có làm vô côn nữa. Mày đừng có liếc tao. Tao biết mày nghe không có lọt lỗ tai đâu. Nếu má của mày không bệnh gần chết á, tao cũng không kiếm mày. Đừng có làm bộ tốt bụng với cha nội. Không có đám xã hội đen tụi ông á, thì đâu có đám nhóc chúng tôi ra đời như vậy chứ. Còn mày đặt làm bộ nữa. Mày học được tao thì sao chứ? Cái đám nhóc của tụi bay á, tụ năm tụ bảy, phải cũng đánh không phải cũng đánh, bà già cũng đánh luôn, còn nít cũng đánh. Người ta chỉ dòm tụi bay một cái thôi, tụi bay đập người ta một trận rồi, vậy có ích lợi gì chứ? Hả? Làm vô công như tao á, bộ dễ dàng lắm hay sao? Còn nữa, Đông Hưng bán ác hiện đó. Mỗi năm chết bao nhiêu người mày có biết không đây? Còn theo nó, tôi từ nhỏ đã theo hoàng đế rồi, tôi có chuyện gì anh cũng bảo vệ cho tôi. Hơ, theo ảnh có gì không tốt chứ? Không lẽ theo ông? Còn mẹ mày, đằng này tao nói đằng kia mày ỉa ra hết, còn hút cần sa trước mặt của tao nữa. Còn mẹ mày, lòng chừng một đủ mày đặt hút. Còn mẹ mày, không phải là cần sa đâu, là thuốc lá thôi à. Tao là ông già của mày đó. Chị Ngô, mau qua chụp hình đi con. Đúng rồi, mau qua đây đi. Đại Phi, qua đây chụp tấm hình gia đình đi. Còn mẹ nó, không có chút trí thức nào hết. Nè. Đứng sát vô đi. Cười lên nha. 1, 2, 3. Em đã nói là em muốn được. Anh đã nói là tới với em rồi mà. Em thì đòi kép khác tới. Để anh tới với em nha. Hả? Có thiệt không đây? Sao em nói em muốn được? Mới đây đã xỉn rồi à? Anh đâu có biết em ở đâu. Đương nhiên là đưa em về khách sạn rồi. Không lẽ ôm nhau ngủ ngoài đường sao? Thôi không nói nữa nha. Kiên. Vừa rồi nói chuyện gì vậy? Không, thằng Thiện và thằng nhỏ đưa anh ta ăn khuya. Anh thấy khuya quá cho nên ở lại với em. Vậy à? Anh tốt với em hay không? Anh tốt như vậy không phải là em không biết chứ. Đừng về mà, vô phòng tắm đi. Chơi với má của anh kết cuộc sao hả? Đừng có nhắc tới nữa, nhắc tới là trào máu họng rồi. Ông và anh đạo lý làm người đó. Bây giờ mặc kệ ông đi, coi như đi chơi với má anh là được rồi. Anh cũng không biết là mình chịu đựng được tới chừng nào đây. Hey, mà nhổ nước miếng nó lại đi. Thì nhổ nhổ nè, mê tín. Bây giờ giấy qua đi. Nhóc con, muốn làm gì đây? Mày cũng khó kiếm thiệt hả? Khó kiếm thì sao? Đi đi, tránh ra. Ê, buông tôi ra. Buông tôi ra. Alo, đại ca hả? Anh thì bị người ta bắt. Anh bị người của Đại Phi bắt được. Kêu Đại Phi ra đây gặp tao. Chuyện gì? Cô không kêu nó ra đây tôi sẽ dẹp tiền của cô. Được, thử coi. Chuyện gì? Ai nể bằng chạy tới dẹp tiền của tôi đây? Đại Phi, mày đã bắt cóc thằng Thiện.
lập tức trao nó ra đi. Nó có tài của Trần, đâu có biết đi đâu chứ. Vậy tức là không trao ra chứ gì? Không trao thì trao. Đừng có muốn qua muốn lại nữa, mau ra tay đi. Mày xuống lầu được á, tao không kêu là đại phi đâu. Đại ca. Anh Thiện. Em không trao. Sao mày nói nó bị người của đại phi bắt? Đâu biết. Không phải đâu, có nhìn lầm người rồi. Là đám bạn của em á, chơi với em thôi à. Còn dẹp tiệm của tao không đây? Về đi. Quê, tao nói cho mày biết, đừng có móc đồ nghề ra trong sân của tao nha. Tao thì nhìn không nổi đâu. Ê, tại sao lại như vậy? Ông bắt anh đi thử DNA. Kim Gia, cạn ly. Cạn. Kim Gia, bữa nay mình hợp tác với Việt Nam, sao đổi làm tới Việt Nam vậy? Mày cũng biết con người của Lao Cha mà, không những lấy giá mình đắt, còn giao hàng không đúng hẹn. Ở bên dân Nam tốt hơn. Tốt thế nào? Quan trọng nhất là phải có lợi. Mỗi một ký lô rẻ hơn 20%, cần hàng bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu vậy thì tốt đó Kim Gia, tôi sẽ làm tận tề. Mình hợp tác bấy lâu nay, nếu như mà làm ăn được thì cùng nhau kiếm ăn chung. Đúng, con người tôi không chống chọi với tiền bạc đâu. Tiền thì ngày mai tôi chuẩn bị, có hàng mẫu anh cứ phát. Ok, không thành vấn đề. Làm một chuyến dân Nam còn tốt hơn là mấy chuyến Việt Nam mà. Nhưng mà mày ra hàng phải cẩn thận nha. Yên tâm đi, tôi được mà. Thôi tao về, nếu như có gì điện thoại liên lạc với mày. Tôi chờ điện thoại của anh, cẩn thận nha. Nè, mày cũng nhớ cẩn thận. Tao đã bỏ hết gia tài vô, có biết không? Yên tâm đi lão đại. Bọn đã quên tôi có đám nhóc hay sao? Em kia tụi nó giả vờ đi du lịch, để hàng ở trong ba lô. Nếu mà gặp cảnh sát cũng không có sao đâu. Được gì thì tốt. Nếu như thuận lợi, làm vài ba chuyến rồi lên bờ, phải không? Nè, Càng Liên. Vô đi. Anh đại ca. Wow. Nhà đẹp quá. Đúng vậy. Sang trọng quá. Đẹp quá. Con kiến đẹp thiệt. Tôi thấy quả bệnh. Ngồi xuống đi. Lẹ lên. Trời. Trời. Ngồi xuống. Được. Ngồi. Lão đại, nhà của anh thiệt là hết sĩ. Tụi bay ở chỗ nào? Núi Thị Dân. Lão đại của tụi bay lúc còn nhỏ thì ở khu chung cư thôi. Nhưng mà ở Lam Điền, ba cái căn nhà này có thời cơ là có chứ gì. Hôm nay mua bán thế nào? Nè đại ca. Thế nào, hôm nay bộ ế lắm sao? Dạ đúng vậy, lúc này cũng biết tại sao ế ẩm quá đi. Không sao mà, hàng đâu có bị sâu bọ ăn đâu. Tụi bay có dịp may rồi đó nha. Lão đại cho tụi bay một cơ hội. Đại ca, lại có mối ngon cho tụi em hả? Lúc tao cỡ tuổi như tụi bay thì đeo đồng hồ Rolex mười mấy ngàn, lái xe đồ đi cô gái. Đương nhiên anh lanh lẹ hơn tụi em. Bộ tụi bay không lanh lẹ hay sao? Cái gì cũng không có. Có biết là tại sao không? Không biết. Tôi nói cho tụi bay biết. Thứ nhất là không đủ may mắn. Thứ hai là phải có gan. Gan tụi em có. Tụi em sanh trên núi gan mà. Lớn ở đại sóc quan, ngủ ở trên cầu Ma Lộng. Như vậy có đủ gan chưa? Nhưng mà có lẽ hơi thiếu một chút giận thôi. Lần này tụi bay được gặp may mắn rồi. Nếu mà tụi bay làm xong, tao bảo đảm đứa nào cũng có vòng vàng đeo. Tất cả đều được có tiếng. Thiệt à? Nếu phải thì tốt. Tới chừng đó thì em phải bắt chước đại ca mới được. Lái xe đua đánh một vòng chim sa chuỗi để cua gái nữa. Nè, vài hôm nữa có một số hàng, tao muốn tụi bay đưa đi giùm tao. Đi cho Kim Gia, đơn giản như vậy thôi. Vậy nghe là kêu tụi em đưa Bạch Thiến. Sao hả? Bộ mày sợ sao? Còn nói là sinh ở trên núi gan, lớn lên ở đại sóng quan ngũ cầu mà. Nhát gan như vậy thì làm sao mà làm ăn lớn được? Không phải đâu đại ca, bán thuốc viên thì tụi em là thiên hạ vô địch đó. Tuy nhiên bán Bạch Phiến á, cái chuyện này hoàn toàn không có hiểu gì hết. Còn nữa, nếu như lỡ bị cảnh sát mà xét được á, hàng mất hết, người lại... Nè, mày khỏi cần phải lo. Đại ca không chỉ con đường tối cho tụi mày đâu. Mày đi một chuyến thôi thì cái gì cũng có hết.
thương tụi bay mới kêu tụi bay thôi. Nhưng mà đại ca, tụi em chưa có làm qua, phải làm như thế nào? Đại ca đã nghĩ kỹ cho tụi bay rồi. Tụi bay kêu luôn đám gái giả vờ đi du lịch, rồi sau đó để hàng cho ba lô. Nhớ đừng có khẩn trương, chơi vui vẻ là được rồi. Ồ, vậy thì được. Yên tâm đi, tụi em sẽ được mà, nhất định sẽ lo xong. Nhưng mà phải nhớ kỹ nha, lỡ mà xảy ra chuyện gì, hàng có thể không lấy, nhưng tụi bay đừng có nên xảy ra chuyện nha. Bởi vì nếu lỡ mà có chuyện gì thì thằng làm đại ca này có ăn thịt rồng cũng không ngon đâu, có biết hay không hả? Cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca. Nè, lấy tiền đi chơi cho vui, ăn đồ cho ngon. Đại ca vô thay đồ đi ăn khuya với tụi bay, thấy thế nào hả? Dạ, dạ được, cảm ơn đại ca. Chờ tao một chút. Ê, bộ không sợ sao? Lỡ có chuyện gì thì chết đó nha. Cho nên mới nói con đào của mày nói mày vô dụng mà. Bộ mày tưởng là vừa đúng lúc như vậy sao? Chuột rượt mèo có thể nào hay không? Yên tâm đi, không sao đâu. Bác sĩ, cổ sao hả? Chết mũi trợ tim, đáng lẽ kéo dài được thời gian. Quê đã chút. Quê đã chút. Ông muốn sao đây? Nói chuyện với tao đừng lớn tiếng như vậy nghe mày. Má của mày sắp chết rồi, mày giữ không được bao lâu đâu. Nè, cầm đi, đóng màn kịch cho hay đi nha. Hả? Ý da sợ mày luôn. Cầm đi, thêm ngàn nữa đó. Được chưa hả? Ây da, đừng có đứng kiểu này nữa. Đưa cho anh. Báo cáo ra rồi mày coi đi. Tao là ông già của mày đó, đồ mắc dịch. Tôi nói cho biết nha, cho dù là phải tôi cũng không nhận đâu. Đánh chết mẹ mày bây giờ. Làm gì vậy hả? Mày muốn cái gì? Mày muốn mày lộn thì chờ giờ hôm sau đi. Má của mày sắp chết rồi, mau vô trỏng coi bả đi. Má thấy sao hả? Má, 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 cẩn thận, cẩn thận, từ từ. Má, cẩn thận, từ từ nha, từ từ nghe má. Thiện, con đừng có giận ba con. Năm xưa khi má mang thai con, ba con không biết cái gì hết. Cũng tại má không tốt, xưa nay không cho cha con gặp mặt với nhau. Má xin lỗi con. Má còn phải khổ với má suốt bao nhiêu năm. Nếu con có trách thì trách má đi. Bây giờ nó nên thân dữ lắm. Nó đã kiếm được việc làm rồi, làm rất là siêng năng. Em yên tâm đi, hả? Má, ông đối với con rất là tốt. Má yên tâm đi. Đệ Phi, anh hứa với em, săn sóc thân thiện giùm em. Em yên tâm đi. Anh sẽ chăm sóc cho nó, đừng lo lắng gì hết. Đừng khóc nữa, ngoan chút đi hả? Đừng có khóc nữa hả? Tránh ra đi. Chuyện gì mày? Màn kịch này đã đóng xong rồi, dù sao tôi cũng không nhận ông đâu. Tôi nói cho ông biết, sau này tôi không muốn gặp mặt ông nữa. Thằng khốn nạn, mày nói gì đây hả? Đứng lại.
Mau đi kêu bác sĩ, kêu bác sĩ mau lên. Kêu bác sĩ đi. Không cần đông đảo vậy chứ hả? Mỗi người ăn miếng bánh của mày cũng ăn hết tiền của mày rồi. Còn cách gì hơn? Ai biểu anh em của tôi đông chứ? Anh làm gì tôi? Nhờ một hai người cũng đủ rồi. Nhiều như vậy khiên họ mới sao chứ? Đại Phi, muốn đánh lộn hả? Mày là ai đây? Dư thừa. Tao không muốn nói nhiều lời với mày nữa. Tao tới lấy người. Mày lấy người? Lấy ai? Có thằng nhóc. Tên là thằng Thiện, là người của mày đó, là nhóc con của hoàng đế. Xin lỗi nha, ta không thể giúp được mày. Nó theo hoàng đế mà, hỏi hoàng đế lấy đi. Đại ca nào kiếm tôi đi. Ê, mày tới thì đúng lúc đó. Thiện đúng là thằng đầu bùi, làm bộ mới về tới hả mày? Nè, qua đây, qua đây. Tao muốn hỏi mày lấy thằng Thiện. Đại ca Phi, bộ anh làm đại ca tới điên rồi hay sao? Thằng Thiện là thằng nhóc của tôi, anh là người Đông Hưng. Bằng cái thứ gì mà anh đòi lấy nó? Tao là ông già của nó, vậy có đủ tư cách không đây? Đại Phi, lâu nay mày làm vô công mà, làm đến nỗi lẩm cẩm rồi hả? Mày không biết quy luật hay sao? Nếu hoàng đế không thả thằng nhóc ra, không ai được dẫn nó đi. Đừng nói quy luật với tao nữa. Quy luật do người định ra mà. Mày nói đi, thả hay không thả? Anh hù tôi hả? Không thả thì sao? Không thả, vậy mình đừng có ra đường nữa. Đại Phi, mày tưởng Hồng Hưng là lớn à? Đừng có lên mặt trước mặt của tao nha. Hôm nay mày có ra được cửa này hay không, không còn là vấn đề đâu. Đại Phi này đi khắp Hồng Kông, Cửu Long và Tân Giới, có cái cửa nào ta ra không được đây chứ? Kiếm con mẹ mày. Có cái gì thì lấy ra đi. Đúng, rút tay ra đi. Bộ không mỏi tay hay sao, thằng ngố? Lão đại, anh phải cẩn thận nha. Đại Phi, không phải là nói chơi đâu, em sẽ hắn đối với anh không khách sáo. Cái gì? Sao đây? Không lẽ nó dám bóp tao hả? Lão đại à, yên tâm đi, nó dám đụng anh nó chết liền đó. Mày không có súng đựng thò tay vô trong, làm quê cả đám mà. Chết rồi, em sợ quá. Lo bị cảnh sát bắt được thì phải làm sao đi? Em sợ tới đi không được nè. Đừng có hoảng sợ mà. Cái tướng của em sợ hãi như vậy, dòm vô là biết rùng rịch rồi. Nè, cần nhất là ánh mắt đó. Hãy bình tĩnh làm cho tự nhiên nha. Như vậy sẽ không sao. Thiệt vậy hả? Thiệt. Sợ cái gì chứ? À, nếu như lần này mình thành công á, thì chừng đó lão đại giao hết cho mình quản lý. Tới chừng đó đó hả, ai cũng nể mặt mình hết. Lỡ thất bại thì làm sao? Làm sao thất bại được? Lão đại dặn có chuyện gì dùng hết ba lô, cùng lắm mất hàng thôi. Xé trong người của mình đâu có gì, không có chứng cứ làm sao bắt mình được. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, tôi nhát gan mà. Có gì nữa đi, mau đi, 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 mau. Quay đứng lại. Đi đâu hả? Cảnh sát đây. Tụi mày đi đâu mà gấp vậy? Làm gì mất hồn mất vía vậy? Hả? Tốt con nào cũng có hạn mà. Đứng lại.
đúng là đồ khờ. Thôi mình đi. Nè, ở trong này đủ hết. Nè, bây giờ mình đem về cho lão đại hả? Đi. Hey, lần này thì là hết sảy. Cho mày đấy. Sao anh ấy chạy không chờ luôn em? Không phải là anh không chờ em, cái chân của anh không khống chế được mà. Em chạy còn nhanh hơn anh đó. Chạy nhanh nhất là cái thằng khốn nạn này nè. Không đầy 3 giây thôi, nó chạy cả 3.000 thước rồi đó. Thiệt là cái đồ nhát gan nè. Đương nhiên, chân của anh dài lắm mà. Tối ngày cũng tại anh thôi anh Chung. Ăn nói bậy bạ, lần này bé nói trúng rồi. Không có sao đâu. Cần nhất là tụi mình bình an thôi. Bây giờ làm sao đây? 36 kế chạy là thượng sách. Ôi, không có được đâu, dù sao cũng phải nói cho lão đại biết một tiếng. Đúng đó. Nè Thiên à, bình thường thì lão đại cưng mày nhất. Mày điện thoại cho lão đại đi. Nếu mà anh muốn chửi thì chửi cũng ít hơn. Điện đi. Điện thoại nè, gọi đi. Gọi đi. Gọi điện thoại hả? Alo, đại ca. Thiên đây. Số hàng bị cảnh sát lấy hết rồi. Nhưng mà tụi em không sao. Sao hả? Thế nào? Chết mẹ. Hả? Đừng sợ, đại ca nó cần nhất là mình được bình yên thôi. Đi bên này nè, còn đi bên đó làm gì? Đừng nói nhiều, mày giao hàng cho tao thế nào đi? Hàng bị cảnh sát lấy rồi, tôi cũng đâu có muốn. Tao mặc kệ mày, hàng là người của mày đem vô. Chị của mình anh bị mất tiền hả? Tôi cũng bị mất đâu. Nếu như xui xẻo bị mất, thì tao cam lòng chịu. Kim Dạ, anh nói vậy là ý gì? Người của mày không có thương tích gì hết, chỉ mất đi số hàng thôi. Bộ mày tưởng tao khùng sao? Tao bị người ta ăn trên đầu thôi. Anh nói vậy, nghĩa là không còn gì để nói. Đi. Đi ca à, cho họ đi về hả? Hết cách thôi, không chứng không cớ mà. Hợp tác như nhà mấy lâu chắc đại ca không có chơi mình đâu. Cũng khó nói, người có lúc thay đổi mà. Kim gia hả? Là hoàng đế đây. Tôi còn thấy tức cho anh đó nha. Thật ra chuyện này không có đơn giản như vậy đâu. Vậy tức là sao? Mày nói cho tao biết mày có lợi gì. Thật ra thì do Đại Phi và thằng May làm đó. Họ đã đớp anh là cái chết. Dù anh biết khỏi đi nữa cũng không dám làm gì được đâu. Còn nữa, Đại Phi nói là có động tĩnh gì thì cả Hồng Hưng đứng ra đỡ cho nó. Nè Kim gia, anh biết thì được rồi, đừng nói tôi nói nha. Mày nói cho tao biết nhiều như vậy, mày muốn được cái gì? Không, tôi thấy anh bình thường có nghĩa khí lắm, muốn theo anh kiếm ăn thôi. Được. Con người tao xưa nay hay nói nghĩa khí. Tao nhất định về coi chừng mày. Tốt. Đại mái, thằng khốn nạn. Mày làm một, tao sẽ làm hai. Mày chờ coi. Tao là đại mái đó. Chuyện này tao biết mà, khỏi cần giới thiệu. Tao tới đưa mày lên đường đó. Mình đi, mình đi. Đi, đi, đi. Thật khốn nạn, trở lại máy chưa? Quay nè, đại ca kêu mày hết đó. Mà lên đây, cảm ơn tới rồi, mà lên. Mà lên, mà lên. Họ kẻ tụi mày hết đường người á, thằng mình bà nó chở. Tổng lại mày đó, mà lên, mày đi, mày hết đó. Mày đó đây, mày đi, mà lên. Đừng nói nhiều nữa. Mày lên đi. Đi, mở lên, đi, mở lên, không được, kéo lên, nè, mở lên đi, tập đi,
chuyện gấp. Mày đi. Chú bảy. Chú bảy, mời ngồi đi. Chú bảy, hút thuốc. Tụi bay làm cái quái gì vậy? Tại sao khi không để máy bị người ta làm công vậy? Chú bảy à, chúng tôi không biết xảy ra chuyện gì mà. Nhìn vô là biết Đại Phi rồi mà. Tụi nó cũng nghe hắn nói với lão đại. Đại Phi không phải là thứ dỗm đâu. Tôi có kêu anh cẩn thận rồi mà. Nó biết Hồng Hưng là kẻ thù truyền kiếp của mình, sao không biết không lành gì hả? Yên tâm đi chú Bảy, tụi cháu sẽ kêu Đại Phi ta để ăn nói với đám anh em. Bây giờ lão đại đi rồi, chúng tôi làm sao đây? Tạm thời tụi bay theo hoàng đế moi Đại Phi ra trước. Ta đi thương lượng với các chú bác coi thế nào. À dạ, biết rồi. Khiên, em về tới nè. Mất dịch thiệt. Khiên, thiệt đã mất dịch. Mấy ngày không chịu dậy, không biết đi đâu mất rồi. Đi lâu quá không có thấy tới kiếm người ta, còn tưởng là anh đã quên em rồi chứ. Khờ quá, làm sao anh quên em được. Thì bây giờ anh kiếm em đây nè. Sao hả, có phải là nhớ anh lắm không? Bộ anh cũng biết em nhớ anh hay sao? Biết sao lại không biết. Vậy hôm nữa anh sẽ tới vũ trường để mà kiếm em nha. Ok, phải mới nói đó. Alo Kinh hả? Em là Gia Gia đây. Sao hả người đẹp? Bộ có rảnh sao điện thoại tới kiếm anh vậy? Có phải là muốn làm một dáng danh không? Không thành vấn đề, thiệt anh mới nói nhờ. Đừng chỉ có cái miệng không thôi. Nếu không lát nữa lại nói con Mỹ làm eo. Ai nói lại không được. Tối nay anh tới disco kiếm em. Ít nhất anh phải cho em 5 dáng đó. Tới chừng đó đừng có la làng nha. Được, tối nay mình gặp nhau, bye bye. Ở công biến. Dạ. Đi đâu vậy hả? Chuyện gì? Yên tâm đi chú Bảy, mối thù của đại ca thì đám nhỏ tụi tôi nhất định phải trả thôi. Nhìn chú kêu cho ngồi lên ghế đại ca, chắc sợ đám anh em không chịu đâu. Ai nói anh em không chịu? Luôn cả chú bác cũng muốn nâng đỡ mày lên mà. Là do chú bác nâng đỡ. Đúng vậy, ai cũng nói mày được. Nếu là như vậy thì cháu ngồi đỡ ghế đại ca trước nha. Nếu mày đã đồng ý thì tao cũng thấy yên lòng. Được rồi, cháu nhất định sẽ moi Đại Phi ra cho chú. Ê, hai em cũng hên thiệt đó. Còn phải nói nha. Nè, cho ra gái coi. Thì ghét quá đi. Kỳ quá. Có thì không đi. Đêm nào có không về nhà thì ra tới đây cua gái hả? Cua gái thì sao? Gái sinh ra để cho người ta cua mà. Đúng vậy. Được,
Em cho anh thêm cơ hội nữa, anh phải lập tức theo em về nhà, nếu không anh sẽ nói cho chú Phi biết. Mày lập tức biến mất đi, đừng có làm phiền tao nữa. Đừng có làm cục hứng nha. Nếu mà không có biến mất, tao không khách sáo với mày đâu. Anh nói gì đây? Đừng có nói như vậy mà. Em sẽ thấy đau lòng lắm. Thôi em về nhà đi có được không? Thôi em về đi. Anh đánh em. Đánh thì sao? Mày về nói cho Đại Phi biết, nó cũng không tự bảo vệ lấy thân nó được đâu. Hả? Ban Triệu cho đã ra lệnh lấy mạng của nó rồi. Nó lo cho mày không có nổi nữa đâu. Mày tiêu đời rồi. Còn nữa, hắn đã giết đại mày. Đồng hương của tụi tao không có tha thắng đâu. Cút đi. Qua đây. Có chuyện gì mà lớn vậy? Tao nghe đại ca nói là Ban Kiều Châu và Đông Hưng hợp sức với nhau làm cục ông già của mày đó. Vậy tức là Đại Phi. Đừng có nhiều chuyện mà. Sao họ phải làm cục Đại Phi vậy? Nghe nói nhầm giết đại mày đó. Chết rồi, có khi nào anh cũng bị họ làm thịt luôn không? Khờ quá đi. Cấp trên đòi làm cục Đại Phi thôi mà. Có mắc mới gì tới anh đây chứ. Hãy yên tâm đi. Nói gì đâu có được. Dù sao cũng là ba của mày mà. Đúng vậy. Nếu ai làm cục ông già của tao, tao sẽ bán mạng với nó. Chết đi, anh đánh còn không lại em, còn nó bán mạng với ai nữa. Nè, tụi bay đừng có quá khẩn trương. Tóm lại, ai chết kệ người đó. Nè, không phải đâu, cho dù là tệ cách mấy, thấy chết cũng cứu chứ hả. Đi đấy kìa đã nha. Đi đấy kìa đã. Quay, ta đi nữa. Đi cái gì, lại đi điện thoại đó. Thế là không thông minh chút nào. Cáo ra rồi, tao là ông già của mày đó thằng mắc dịch. Alo, Kiếm Mai. Chị Kia, em là Thiện đi. Em mới vừa nhận được tin tức từ Ban Tiều Châu. Họ kêu người làm cục anh Đại Phi đó. Chị hãy kêu ông cẩn thận đi. Họ sắp hành động đó. Nè, tao số này lấy lời đi. Rồi số này chưa được rồi. Cái gì, cái này á là còn số gì đây chứ? Tính ra gì đi, không bắt mới tụi mày không phải kiếm mày. Đại Phi, đại ca tôi biểu anh tới nhà anh đó. Hờ, đại ca của mày, bộ không có đem móc theo hả? Kêu ta tới hay sao chứ? Anh có thể không tới, nhưng có thể hối hận suốt đời. Vậy sao? Đại ca của mày chỗ nào? Kho hàng Đông Hưng. Xe đang đậu ở dưới kìa. Đi. Anh cẩn thận nha. Alo, anh Nhiễu hả? Hoàng đế của Đồng Hưng hẹn anh Phi tới kho hàng của Đồng Hưng nói chuyện. Vậy được, tôi sẽ gọi đám anh em chờ nhau ở cục cứu quả. Cô gọi anh coi giùm tôi đi. Nhớ kỹ, đừng có quá nóng nảy nha. Cũng sắp tới giờ rồi, sao chưa thấy họ tới vậy? Yên tâm đi, anh nhất định sẽ tới mà. Không biết anh Phi có sợ không? Ê, họ tới được kìa. Anh Diệu, xin chào anh Diệu.
chào. Xảy ra chuyện gì? Người của hoàng đế kêu đại phi ra ngoài, có lẽ đại phi biết là có chuyện nên kêu tôi thông báo cho các anh. Anh hiểu à, lại là cái đám khốn nạn Đông Hưng, đừng có nể mặt họ, dẹp họ đi. Tất cả cẩn thận, tôi đi coi tình hình. Anh chờ luôn, anh chờ luôn tôi với. Thằng cha già Đụng Trăng cũng tới hả? Sao không tới được, đại phi có chuyện, cho dù bỏ mạng ta cũng tới. Thôi được, ông đi theo anh Cơ, bảo vệ cho anh Cơ đi. Được. Tất cả cẩn thận. Dạ biết, mày đây, đây. Đây, đây. Hoàng đế, có cần gì không đây? Có chuyện gì thì kiếm tao, chơi con tao làm gì chứ? Nó là thằng nhóc của mày đó. Mày biết thì tốt rồi. Thằng nhóc là của tao, tao muốn làm sao thì làm gì. Đại phi, mày cũng to gan thiệt, làm gục lão đại của tao. Tối nay tao và đám anh em sẽ từ từ tính với mày. Bộ mày biểu tính là tính hay sao chứ? Tao nói cho mày biết, tao không đánh gục lão đại của mày, lập tức thả thằng nhóc ra, tao bỏ qua cho mày. Không thả thì sao? Bộ mày cắn tao hả? Tao nhớ kỹ cái chân của mày mà. Nếu muốn nhớ thì phải nhớ cho nhiều một chút đi. Hoàng đế, coi như đại phi năn nỉ mày, thả ra trước đi. Muốn tao thả nó cũng được, con người của tao rất là dễ dãi. Mày bỏ qua đi đi, và lạy tao ba lạy, tao sẽ thả nó. Buông ra. Có chi kế, tao đâu có kêu tụi biến ngưng tay đâu. Được, tao quay mày. Đừng quay, đừng quay, đừng quay, đừng có quay, đừng quay, đừng, đừng quay. Quay, đã quay xong rồi, thả nó được chưa? Chưa được. Lão đại. Vào số hàng trước đã. Hàng gì đây chứ? Còn làm bộ, mày và đại máy ăn trên đầu trên cổ số hàng của tao. Các ngàn nói kiểu gì đây, sao giống như là mất trí vậy hả? Tức là mày nói không có chứ gì? Hồng Hương xưa này á, đâu có buồn bạch phiên. Tao lấy số hàng của mày làm gì chứ? Thì cũng giống như tới bàn bị già giết người, làm được gì? Mày thì là không đánh không được mà. Ai dám đụng người của Hồng Hương tao, lập tức thả người ra. Lập tức thả người mà lên, thả người đi. Đại phi có sao không? Có, tụi nó mới có chuyện thôi. Qua, đông người như vậy lên đi. Muốn hù tao hả? Tao chịu thả người. Kim gia cũng chưa chắc chịu thả đâu. Hôm nay Hồng Hưng có bao nhiêu người cũng phải giao số hàng đó ra. Kim gia, xưa nay mình chưa bao giờ xích mích với nhau, chuyện gì điều tra rõ thì tốt hơn. Điều tra cái gì? Tao có thể làm chứng. Có nghe chưa? Có cả người chứng rồi. Thằng khốn nạn mày chơi tao. Kim gia, chính mắt của anh nhìn thấy hả? Nếu không thấy thì sao? Bộ tao vu oan cho nó hả? Nếu nhìn không chính mắt nhìn thấy mà đi đánh đại phi, Kim gia, vậy là không đúng đó. Nè, tôi nói cho anh biết, nếu nhìn không thả đại phi, tôi không khách sáo với anh đâu. Không khách sáo? Mày coi băng từ châu của tao không ra gì hả? Đánh! La 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 la. Chú Bảy. 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 Chú tới đúng lúc, tôi bắt được đại phi đó. Mày mở máy cho tụi nó nghe đi. Anh Kiên, cũng tại anh làm quá đáng thôi. Đừng trách tôi.
Điều 9:30 sáng thứ năm, đám nhóc của thằng Thiện đi đưa hàng cho tao. Số hàng đó là của mình, đưa tới cho Kim Gia. Tới chừng đó thì mày kiếm vài ba tên anh em lạ mặt giả về làm cảnh sát, phụ đám nhóc con rồi giật số hàng đó. Nhớ kỹ, lấy hàng chứ không lấy người. Cứ để cho đám nhóc con đó chạy thoát đi, có biết không? Dạ biết rồi lão đại, nhưng mà anh vậy, họ bị mất đi số hàng, Kim Gia ban Triều Châu làm ồn lên đó, tính sao bây giờ? Vậy thì đúng rồi, luôn tiền đem vụ này đổ lên người của Đại Phi và Đại Mây. Nếu như họ gây gỗ lên thì mình sẽ chơi chi mượn dao giết người, làm ngục Đại Mây. Tới chừng đó thì đám chú bác nhất định sẽ đưa tao lên ghế. Tới chừng đó đông hơn và ban Tiều Châu sẽ hợp sức với nhau làm thịt Đại Phi. Và tới chừng đó, tên của hoàng đế này ở Hồng Kông muốn người ta không biết cũng khó lắm đó, phải không? Cậu còn buông tay. Cút ơi, bước qua đây nha. Đừng có làm mẫu nha, có chuyện gì thủng thẳng nói. Ai bước tới ta sẽ giết nó ngay. Nếu mày còn gạt tao, tao sẽ giết Đại Mây. Thả con ra. Thì ra mày là người làm cục Đại Mây. Phải thì sao? Nó có gì giỏi hơn tao thì ghế đó phải do tao ngồi mới đúng. Đừng có bước qua đây, đừng có bước qua đây nha. Tỉnh ra. Uầy, đừng có bước qua. Ông già, trả lại cho mày đó. Bắt đầu từ hôm nay, nó không phải là người của đông hơn chúng tôi nữa. Được, làm việc. Quay, đứng dậy, 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 đứng kiểu gì nữa, đã thành thái giám rồi. Đã biểu cháu đừng theo thứ dân này đúng không ạ? Các anh em, xin lỗi nha. Anh Nhiễu, xin lỗi. Không gì, lần sau phải điều tra cho rõ ràng đó. Không có lần sau nữa đâu. Đại Phi, mày không sao chứ? Không sao thì về. Ê, cảm ơn nhiều. Đi về, đi về. Đi về, đi về. Đi về, đi về. Đi về. Sao hả? Đương nhiên là không sao rồi. Uống vài hớp nước thôi mà. Hồi nãy ta thiệt sợ lắm đó. Cái đồ vô dụng, thiệt giống như là nhà quê. Bộ mày giỏi lắm sao? Mày cũng sợ đến nỗi nắm tay của tao đào muốn chết luôn. Không sao chứ. Được rồi, đừng nói thêm nữa, theo tao về. Nè, ai nói đi gì chứ ông gì? Là má của mày, kêu tao chăm sóc cho mày đó. Tôi lớn khùng rồi, tôi biết tự chăm sóc mình thôi. Nói tóm lại, đường ai nấy đi, đôi bên mưa gió không cùng đường. Nếu như có rảnh, tôi cũng sẽ lên sân của ông để đấm bóp tắm hơi. Ông nhớ kỹ nha, đừng có chơi kiểu mấy con mẹ mập nữa nha. Nếu không tôi sẽ quậy nát sân của ông đó. Tự lo lấy thân ông đi ông già. Wow, nó đó. Ghê hơn tôi còn dám làm. Quay, lúc nãy có nghe nó kêu anh là gì không đây? Là ông già đó. Ê, thì anh là ba của nó mà. Ý, sao chưa thấy mũi con vậy? Không biết nó đi đâu rồi hả? Có khi nào bị phạt ở lại hay không? Phạt ở lại? Có thiệt không đây? Ê, nó tới rồi kìa. Sao trễ quá vậy? Tao ngọc trễ, xin lỗi nha. Sao tụi mày sớm quá vậy? Bởi vì tao siêng năng, cho mới nghỉ sớm thôi. Vậy hả? Mấy anh đâu? Đâu mất rồi? Cái gì? Mày sợ đi cô gái hả? Mày sợ thằng nhỏ chứ gì? Anh mà dám đi cô gái hả? Nếu mà để tao biết được, tao sẽ tiến cho coi. Ê, coi kìa, mấy anh tới rồi. Anh đi đâu vậy hả? Anh đi đâu? Xin lỗi nha, vừa rồi phải đi tắm hơi. Bây giờ đi tắm hơi hả? Trần quý đã thôi. Chuyện rất là đặc biệt. Chuyện gì nói đi. Để tôi nói cho các người nghe. Dạ, chuyện gì nói đi. Này, này, đừng có ồn mà, từ từ. Tôi cho các người coi cái này nha. Vậy vậy. Đưa lên coi. Nghe tôi nói đi nè, người này đó hả, là ba của tôi.